Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng xem công ty máy cấy lúa Văn Lang đóng hộp máy cấy để xuất khẩu đi Campuchia nhé. Hãy nhớ đeo khẩu trang khi ra đường, tránh tụ tập đông người, cùng máy cấy lúa Văn Lang chung tay chống dịch nhé. Màu cứ hai màu khác nhau là được. Không biết xong rồi đúng không? Khác màu đấy. Làm màu đấy thế nào? Nay được ngày làm màu, cứ làm màu thoải mái đi. Phun mỏng thôi, dày quá nó loang. Rồi. Ô hay, tí xem. Lật cái kia lên nữa.